Timeline 41 của game thủ Hello Chip Boy sẽ là 1-0 trong trận đấu thứ năm để các game thủ bên phía team GameTV. Vâng, trận thi đấu thứ hai trong trận đấu thứ năm 1-0 của Game TV là tỷ số ở thời điểm hiện tại. Tỷ số C cũng đang là 3-1. Đây là màn hình máy Chip Boy cầm liên hoan. Và đây là chim sẻ cầm minh hoan, như vậy là 2 minh hoan. Sẻ tìm ra quả cực muộn. Muộn hơn so với Chip Boy rồi, còn cực muộn thì không phải. Lần thứ 6 vừa mới ra. Còn bên Thái Bình sẽ là cái gì đây? 2 minh hoan. Ai sẽ là người đánh cung và ai sẽ là người đánh chém trong trận đấu này? Chờ đợi bên Thái Bình thôi. All of them.
Vâng, tương đối rộng dành cho cái đồ chỉ voi rồi, chưa thấy đồ nhiều nhiều về. Nó như là màn hình máy mình toàn thấy từ đồ chỉ trẻ, nhiều cũng ở xa. Sẽ lựa chọn một nhà đánh cung hay là hai người cùng chém hơn chuyện yếu hai minh đoàn này. Vâng, đánh chém sẽ bị công phu. Vậy cả hai nhà đều không đồ lùa. Máy của cái số chính xác. Bán quả phụ này chưa chạy 6 cây. Đầu là phụ 7. Chị coi vâng bây giờ bắt đầu đá nhiều. Đây là quả phụ, có thêm bao nhiêu phụ nữa. Không bài nào lên được sớm cả. Cùng chờ đợi xem Thái Bình là những quân gì. Về xuống muộn nhưng mà vậy chứ các bạn là cái đồ chip boy cùng một lần đã có đồ lùa về một bầy hiệu bột ăn thêm bầy hiệu nữa, hy vọng nó không phải là hiệu bột. Vâng, hiệu 5. Hiệu phụ 5. Từ đầu chỉ là hiệu 4 thôi. Vâng, quan trọng là Hồng Anh và Tử Long cầm quân gì. Ăn chanh rồi. Chim trẻ ăn chanh với game thủ Tiểu Bạch Long. Vâng, ngày hôm nay ăn chanh tương đối nhiều. Vâng, như vậy là cho Son đi à. Vâng, cho Son chơi công phu là tương đối mệt. Oppo Minoan tương đối dễ đối với bài công phu của mình. Trong cái thể loại solo dám đầm kèo cho Son Minoan thì sẽ có bản quyền trên mạng với bài công phu. Nhưng tất cả bản đồ lên đầy muộn. Không ai đánh được ít dân thì phải. Không, hai game thủ của mình ở bên giờ sớm hơn. Vừa nhảy xong, nó bên này vẫn đang phải chờ đợi. Chim sẻ nó đánh cái gì? Chơi phù lại chăng? Nếu như Tiểu Bạch Long là IA. Đây là BM. Còn đây là BA. Một chiếc PS mới. Hay là cung thủ phù. Gom toàn bộ tập đóng ruộng vẫn có một kẽ hở. Kiểu là chỉ để kẽ hở để làm cái gì sau khi đã không có cái ruộng kín. Cho dân vào rồi nhưng lại không kéo dân về. Mấy con ngựa giò dường như chưa đủ công giáp. Quay được con giò. Và ăn được con giò của đội trưởng Kim Thái Bình Tiểu Bạch Long. Rất khéo. Bò luôn chỗ bê màu vào. Xe vẫn đang đánh đẹp trai.
Chỉ mới đang mất lên đời. Trong khi xe thì chưa. Bây giờ thì phải bò bế. Rất sợ. Con giòn nữa tới từ sẽ làm quả vãi trường dài. Có lực và nhiều khả năng sẽ là bài cung A thủ phù của người thủ chim sẻ trắng. Cung A thủ phù. Trong cái đó dũng con sẽ là bài nâng bánh xe mang cho đến tập nhà hẹn. Và công cả phù nhà chim sẻ. Có nhiều khả năng hơn coi ra bò đánh chém và đã bưởi phù một lạc đà khi sang nhà của bên thủ. Không ai.